Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Rock FP nha. Trong số hai vị tướng cung sắp ra mắt trong tựa game Rise Kingdom ấy thì chúng ta có đầu tiên là Gia Cát Lượng này. Ở vị tướng này mình Gia Cát dự sẽ rất là hot luôn anh em, cực kỳ mạnh, đánh đồng open field. Thì bên cạnh đó chúng ta vẫn đang còn một vị tướng cung nữ thứ hai. Thì theo dự đoán của đa số người chơi thì vị tướng này sẽ có tên đó là Elisa Dido nha, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vị tướng này bà là ai cũng như là cái bộ skill của bà sẽ mạnh như thế nào trong tựa game Rise Kingdom. Đầu tiên thì Dido chính là nữ hoàng của Catan anh em. Đó, và theo các nguồn Hy Lạp và La Mã cổ đại thì bà là người sáng lập và là nữ hoàng đầu tiên của đế chế Catan nha. Đó thì cái mô tả về bà này khá là ngắn anh em, không có cái gì nhiều tìm hiểu về cái bà này. Thì nếu mà nói về đế chế Catan ấy, nếu các bạn chưa biết nhá, thì chúng ta có con tướng gọi là hơi thở của tiền tức thứ hai đó, Hannibal Barca, chính là một vị tướng thuộc trong cái nền văn minh này nha anh em. Hannibal mình không có đây rồi. Đó, người bảo vệ Catan. Đó thì cái bà tướng mới này nó sẽ là cái người đã sáng tạo, là sáng lập nên cái nền văn minh Catan cũng như là nữ hoàng đầu tiên các bạn. Vậy thì bộ chiêu thức của tướng mới trông nó sẽ như thế nào? Thì ở đây mình đã có một cái hình bản dịch của cái bộ skill của vị tướng mới Dido này. Thì đầu tiên nó là tiếng Anh đã, mình đã thử dịch ra tiếng Việt rồi đấy. Tuy nhiên thì tiếng Việt thì cái hình nó khá là bé, nên mình sẽ đọc cái tiếng Việt này đi cho anh em dễ hiểu nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có chiêu 1 với tên là Linh hồn Catan anh em. Các bạn sẽ gây sát thương, hệ số sát thương N cho mục tiêu một lần. Và nếu mục tiêu là đơn vị tập hợp, tức là rally ấy, thì các bạn sẽ giảm sát thương ở kỹ năng lên tối đa là 5 đơn vị địch trong khu vực nó trong hình tròn x phần trăm trong n giây. Thì cái chiêu 1 này dựa trên cái ý thứ hai ấy, thì có lẽ nó sẽ là một chiêu đánh vòng tròn nha anh em. Nó giống kiểu như là của con Theodora. Thế này thì mình nghĩ là như vậy sẽ hợp lý hơn. Chứ nếu mà kiểu sát thương đơn mục tiêu ấy xong lại debuff cho xung quanh thì tôi nghe nó hơi vô lý một chút đúng không? Chiêu thứ hai chúng ta sẽ có tên đó là Nữ hoàng nước mắt nha. Các bạn sẽ được là tăng giáp của các đơn vị cung thủ lên x phần trăm và tăng sát thương của cung lên bộ binh x phần trăm. Và nếu mà đội quân chỉ bao gồm mỗi cung thủ, mình hiểu thì sẽ đúng hơn, thì thiệt hại nhận được từ các cuộc tấn công bình thường, tức là đòn tấn công bình thường ấy, sẽ được giảm đi. Giảm đi bao nhiêu thì ở đây thì nó không dịch được các bạn, nhưng mà nói chung là sẽ giảm đòn tấn công thường nhá. Chiêu thứ ba sẽ có tên là Niềm đam mê của nữ hoàng nhá. Tăng tấn công của đơn vị cung thủ này. Đó, sau đó khi đóng quân một căn cứ hoặc thành phố riêng, có nghĩa là khi phòng thủ thành trì này, rally này, cờ này, đó thành phố này, thì đòn tấn công thường của đơn vị sẽ có một cơ hội làm cho mục tiêu hưởng hiệu ứng búp khi đang bị gọng kìm tấn công trong vài giây tiếp theo. Cái này thì nghe hơi khó hiểu anh em, mình sẽ qua lại cái bản tiếng Anh nhé. Thì theo những cái bản tiếng Anh này ấy, chiêu 3 thì mình sẽ tạm hiểu đó là đòn tấn công thường của vị tướng mới này sẽ có khả năng khiến cho kẻ địch không nhận được cái hiệu ứng tăng cường tới từ các nguồn nhá. Ví dụ như là tới từ buff của những con tướng xung quanh này, tới từ bảng tài năng thì sẽ không được cộng nha các bạn. Đó là theo những cái gì mà mình hiểu được. Và có thể kích hoạt được cái hiệu ứng này một lần mỗi n giây. Tiếp theo chiêu 4 chúng ta có là mánh khóe của Versa. Khi đồn trú ở trong thành phố của chính mình hoặc là trong pháo đài cờ thì máu của đơn vị cung thủ sẽ được tăng này, và khi nhận sát thương kỹ năng thì sẽ giảm cái sát thương này đi nó một cái số lượng phần trăm và kích hoạt tối đa một lần mỗi n giây. Ok, và cuối cùng là chiêu chuyên môn lời nguyền của nữ hoàng. Tăng tấn công của đơn vị cung thủ khi đồn trú ở trong thành phố hoặc là pháo đài trong cờ, đòn tấn công thường sẽ khả năng làm giảm khả năng phòng thủ của mục tiêu đi x phần trăm trong n giây tiếp theo, và mục tiêu không thể nhận hiệu ứng búp nó khi bị tấn công gọng kìm. Hiệu ứng này có thể kích hoạt tối đa một lần mỗi n giây. Tiếp tục qua bản tiếng Anh nhé, dịch khó hiểu quá. Ok, thì với bản tiếng Anh này thì theo những gì mình hiểu thì tiếp tục là một chiêu khiến cho cái đội quân không nhận được những cái hiệu ứng búp từ các nguồn nhá. Đó, thì như vậy là mình vừa show cho anh em về 5 chiêu thức của cái vị tướng mới này. Sau đây mình sẽ có một số cái đánh giá cá nhân. Đó, đầu tiên thì mình phải nói luôn đó là trong tựa game Rise Kingdom ấy thì chưa có một cái giai đoạn nào mà cung thủ trở thành cái đơn vị phòng thủ chính anh em. Có lẽ chỉ duy nhất ở giai đoạn K2, K3 các bạn sẽ có kiểu Z Tomiris này, ở Z Elcid này, đó thì các bạn có thể sử dụng một cái cặp dép gọi là full cung. Còn thực tế ở map chinh phạt thì đã rất lâu rồi chúng ta không có một cặp dép nào là full cung. Cặp dép gần nhất chúng ta có đó là Almanitor và Temisia. Thì ở đây không phải là một cặp tướng dép yếu, tuy nhiên thực tế trên open field, trên chiến trường KVK, các bạn thấy cái cặp này gần như không được sử dụng để dép công trình bất cứ một lần nào. Có lẽ chỉ được dùng để dép nhà của một số người chơi chuyên cung mà thôi. Nên có thể nói rằng tướng dép chuyên cung thì hiện tại tôi nghĩ là nó không quá hợp với meta. Đó, nhưng mà cái điều này cũng hoàn toàn có thể đánh dấu một cái bước chuyển mình ở meta. Đó, chúng ta sẽ có ở một meta dép bằng tướng cung.
Thứ nhất đó là con tướng mới Dido, các bạn sẽ có cái khả năng là giảm cái hiệu ứng gọi là búp của đối phương, khiến đối phương không nhận được búp, đúng không? Và đây là một cái điều khá là hợp với cái hoàn cảnh hiện tại, khi mà các bạn chứng kiến những cái pha rally đèo lâu thì các bạn thường thấy rằng đối phương ấy hay sử dụng những cái đạo quân búp, ví dụ như là Chazan này, rồi Mộc Lan này, rồi Constantine, nó đứng đằng sau để búp những cái hiệu ứng này cho quân rally, đúng không? Thì bây giờ vị tướng cung dép mới các bạn sẽ có khả năng là sẽ khiến cho cái rally không nhận được cái hiệu ứng búp tới từ những nguồn có lợi như vậy. Thì mình nghĩ đây là một cái điều khá là hay, và theo đánh giá của mình là nó tương đối hợp với cái meta. Tiếp đó là vị tướng cung mới của chúng ta ấy sẽ không thể sử dụng để đánh đầu nha anh em. Dựa trên cái bộ chiêu thức mình vừa show cho anh em ấy, thì gần như tất cả những cái hiệu ứng và những cái tinh túy nhất của con tướng cung dép mới ấy, thì các bạn chỉ có tác dụng khi mà dép ở trong pháo đài thôi. Đó, còn khi mang ra đồng thì những hiệu ứng này nó không có, nên là kể cả cái việc vị tướng này có một cái chiêu một giả sử sát thương vòng tròn 5 mục tiêu đi, thì tỷ lệ dùng để đánh đồng cũng rất là thấp. Như vậy thì con tướng mới này nó cũng khá là kén chọn người chơi, chứ không phải là ai lên cũng được. Tiếp theo ấy, đó là bộ kỹ năng của con tướng cung dép mới này thì cộng rất là nhiều chỉ số cung nha. Thứ nhất đó là các bạn sẽ được tăng giáp của đơn vị cung lên x% này, và tăng sát thương, đó các bạn được tăng thủ và tăng sát thương gây ra bởi cung này. Tiếp theo các bạn được tăng sức tấn công của cung này, và tiếp theo nữa các bạn lại tiếp tục đó là được tăng máu của đơn vị cung nha. Như vậy thì con tướng dép cung mới này sẽ cung cấp rất là nhiều chỉ số cung thủ, kẻ địch lại không nhận được búp, nó trong khi thì con cung này nó vẫn nhận được búp từ các nguồn, đặc biệt là từ bảng tài năng nó. Thì mình nghĩ là cái việc chênh lệch và búp như vậy thì con cung này nó sẽ khá là trâu. Ngoài ra trong bộ chiêu của con cung mới này ấy, thì các bạn sẽ yêu cầu đó là phải xài full cung nếu mà mình dịch không nhầm ở trong cái bảng dịch kỹ năng ấy. Thì với cái việc là dùng full cung ấy thì các bạn sẽ không thể dùng Dido với lại cái con Heraclius hay là Jisushin được, mà các bạn bắt buộc phải dùng với những con tướng cung dép hiện có. Và thực ra tướng cung dép hiện có ở trong game thì nếu mà nói đúng ra chỉ có hai con mình nghĩ là dùng được ở cái map chinh phạt thôi. Đầu tiên đó chính là con Artemisia này. Con này thì cũng cung cấp khá là nhiều chỉ số cung nha. Đó, hoàn toàn có thể là một sự comeback của Artemisia ở trong cái việc dép nhà trong thời gian tới. Artemisia cũng cộng rất là nhiều chỉ số cung, tiếp tục là thêm 20% thủ cung này, 20% sức khỏe, rồi các bạn lại có thêm khả năng giảm sát thương đòn tấn công thường và có tỷ lệ giải giới. Đối phương giải giới là đã gây sát thương kỹ đánh thường ít rồi đúng không? Sao đối phương lại còn bị giảm sát thương kỹ năng tới từ chiêu 1 của con tướng cung dép mới nữa? Nhưng mà nếu mà nói về cái lựa chọn mà mình nghĩ là khả thi nhất để kẹp với con tướng cung mới để dép ấy, mình nghĩ là Almanitor. Almanitor thật sự với anh em luôn là hơi bị bất công một chút, bởi vì vị tướng này ấy, ra mắt dưới cương vị là tướng đồn trú thì lại được dùng để đồn trú khá là ít, mà lại được dùng để đánh đồng kẹp với Artemisia nhiều hơn, do con tướng này nó có khả năng gọi là xóa câm lặng. Đó, nhưng mà mình hy vọng rằng tương lai các bạn sẽ có là Dido kẹp với Almanitor thì mình nghĩ là nó khá là mạnh. Thì đây sẽ là một cặp tướng dép mình nghĩ là counter bộ binh rất là tốt, khi mà cả hai con tướng đều khả năng tăng sát thương ở lên đơn vị bộ binh này, và các bạn sẽ có tấn công cung thủ rất là nhiều tới từ Almanitor. Đó, chiêu 3 các bạn tiếp tục được tăng thêm 20% phòng thủ cung, và nếu mà các bạn để ý ấy, thì con Almanitor này nó cũng có khả năng giải trừ toàn bộ cái hiệu ứng tăng cường tấn công đang duy trì trên mục tiêu. Đó là các bạn dùng hai con tướng này là gần như đối phương không có búp được một cái gì luôn. Cái này mình đánh giá rất là cao nhá anh em. Ở đây thật sự là mình cũng không nhớ rõ là cái giải trừ toàn bộ hiệu ứng tăng cường này thì liệu là nó có giải những cái chiêu mà tăng chỉ số tới từ những cái chiêu của tướng không. Đó, cái này thì mình không chắc lắm nha anh em, hay là chỉ hóa giải từ những cái hiệu ứng búp, ví dụ từ Chazan, từ Constantine, hay là nó hóa giải cả những cái chiêu ví dụ như là tăng sức khỏe tấn công cung chẳng hạn, đúng không? Mà rally thì cái chiêu này nó sẽ bị bỏ luôn. Cái này thì mình không chắc lắm nha anh em. Cái này lâu quá tôi không chắc là như thế nào là đúng nữa. Anh em có thể bình luận ở phía bên dưới. Đó, tiếp đó thì con Almanitor này cũng rất là nhiều sát thương khi mà đồn trú, thì các bạn sẽ có một cái chiêu 4 phản đa mỗi khi mà ăn sát thương kỹ năng. Ngoài ra chiêu 5 của Almanitor các bạn sẽ giảm thịnh nộ của mục tiêu mỗi giây trong 2 giây này, và có thể kích hoạt tối đa mỗi 10 giây một lần. Đó thì nếu mà nói về con tướng cung dép mới, mình nghĩ là khả năng cao rồi sẽ là tướng cung mới kẹp với Almanitor. Nhưng mà nói về độ hiệu quả thì tôi sẽ để ngỏ ra các bạn, bởi vì mình thật sự là mình thấy là tướng cung dép ấy trong game này nó không quá mạnh. Đa số dép mạnh nhất hiện tại vẫn là bộ binh thôi, hoặc là mới nổi lên gần đây là kỵ binh. Đấy, tuy nhiên thì vẫn có khả năng là con tướng dép mới sẽ trở thành một cái meta dép tướng cung mới, đúng không? Nếu mà meta dép tướng cung mới thì cũng xác định là ăn hành bởi mấy con Nepki còn dài dài các bạn. Rồi ok anh em, như vậy là video giới thiệu về bộ skill mới của con tướng cung dép mới với tên là Elisa Dido của mình đến đây là kết thúc rồi. Đó, đây một vị tướng cung thì mình cũng không chắc là nó có thật sự mạnh không anh em, nhưng mà mình cũng rất là hào hứng để xem rằng cái sự thể hiện sắp tới của nó ở trong KVK nha. Và nếu các bạn không muốn bỏ lỡ những thông tin mới nhất về những vị tướng trong tựa game Rise Kingdom thì hãy để lại một like đăng ký kênh để ủng hộ cho Rock FHP. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.